đứng trên vị trí không ai chạm tới. Từ Hy Thái Hậu rất thích được kẻ hầu người Hà bao vây. Bà chỉ cần nhau mày chép miệng, trên dưới hạ nhân đều quỳ lạy van xin, xin lão Phật già tha mạng. Dù kinh hãi, nhưng các cung nữ, thái giám, nô tỳ không dám hé răng nửa lời, dù công việc hầu hạ Thái Hậu có khắc nghiệt đến nhường nào. Năm xưa, cung nữ trong cung Từ Hy có tới hơn mấy trăm người, chia ra làm ba nhóm, trang điểm, phục vụ việc vệ sinh, chăm lo việc châm thuốc. Từ Hy Thái Hậu là một trong số những nhân vật lịch sử được người đời nhắc đến nhiều nhất trong hoàng tộc Trung Hoa. Và nhắc đến bà, người ta không chỉ biết đến bằng cách làm đẹp, giữ gìn nhan sắc, mà còn những thú vui xa xỉ, độc dị, những quy định khắc nghiệt đối với cung nữ mà khi ai nghe đến cũng phải run sợ mỗi khi được hậu thế truyền lại. Và đầu tiên chính là nỗi ám ảnh khi phục vụ Từ Hy Thái Hậu. Cung nữ lo việc trang điểm không chỉ cần tinh thông nhiều kiểu tóc mà còn phải biết chế tạo ra những loại son phấn hợp mùa, hợp thời. Mọi nguyên liệu đều phải trải qua quá trình kiểm kê nghiêm ngặt. Chỉ một chút sai sót khiến Thái Hậu dị ứng thì số phận của hàng chục người không thoát khỏi án tử. Thái Hậu là người ăn diện, bà còn là tín đồ của mùi hương nên mọi vật dụng đều phải có hương liệu đậm đà nhất. Riêng về trang điểm, Từ Hy Thái Hậu sẽ không gặp mặt bất kỳ ai nếu khuôn mặt không được điểm tô cẩn thận. Ngoài ra, với Từ Hy Thái Hậu, mái tóc là điều khiến bà tự hào. Khi làm đẹp cho Từ Hy, nếu tóc Thái Hậu rụng quá nhiều, cung nữ đó sẽ bị Từ Hy nghiêm trị. So với công việc trên, cung nữ lo hầu hạ Từ Hy đi vệ sinh lại vất vả hơn không ít. Vào thời bấy giờ, cổ nhân vẫn chưa có loại giấy vệ sinh chuyên dụng nên vẫn dùng giấy thô để lau chùi. Xa xỉ và tốn kém, giấy vệ sinh của Từ Hy được làm từ giấy bạch miên cao cấp, bề ngoài đã nhẵn nhụi và mềm mại hơn các loại giấy thông thường rất nhiều. Các cung nữ có nhiệm vụ cắt vuông giấy đều nhau, tẩm dược liệu, sau đó ngâm nước để phun đều trên mặt giấy cho mềm, rồi mới tiến hành là. Độ nóng khi là giấy cũng rất khó kiểm soát. Nếu là quá phẳng thì Thái Hậu dùng sẽ không tiện, nếu là không phẳng thì lại sợ giấy thô sẽ khiến Thái Hậu không thoải mái. Do đó, việc là giấy vệ sinh cho Từ Hy vô cùng tốn kém thời gian, thậm chí có khi mất tới cả một ngày. Lúc Từ Hy đi vệ sinh, cung nữ theo hầu phải quỳ bên cạnh, miệng ngậm nước phun vào mảnh giấy đã được là, phải đảm bảo miếng giấy mềm mại, dễ dùng. Tuy nhiên, có lẽ điều kinh hoàng là việc châm thuốc cho Thái Hậu. Từ Hy Thái Hậu có hàm răng không được trắng sáng bởi bà nghiện thuốc lá. Từ Hy dường như ngày ngày đều cầm theo tẩu thuốc bằng ngọc khắc vàng, còn được gọi là Thủy Yên. Dù mang nhiều điểm khác với thuốc lá ngày nay, nhưng thuốc Thủy Yên vẫn cần dùng lửa để châm. Các cung nữ hầu thuốc phải dùng đá lửa để mồi, sau đó dẫn lửa qua một quả cầu nhung. Chưa hết, họ phải cầm quả cầu này đốt trên mặt giấy để có được sợi thuốc lá, rồi dùng tay trần nắm sợi thuốc cho vào tẩu và lấy tay dập lửa. Thực tế, công việc này không nhất thiết phải dùng tay trần bởi nhiệt từ đóng tàn thuốc rất độc và quá nóng. Quả cầu nhung rực lửa không được ném xuống đất bởi đó là tội bất kính. Các cung nữ đã phải lấy tay dập tàn thuốc, lấy tay tắt lửa trên quả cầu nhung. Đây cũng là lý do khiến nhiều người làm việc ở vị trí này đều có không ít lần bị bỏng. Vết thương cũ chưa lành thì vết bỏng mới lại khiến nó rỉ máu, vô cùng đau đớn. Không ít cung nữ theo hầu Từ Hy có bàn tay biến dạng loang lỗ sẹo vì những lần châm thuốc. Nhưng mọi đau đớn ấy đều được các cung nữ giữ chặt trong lòng bởi nếu để lộ ra sẽ mất đầu. Cũng bởi đó, nhiệm vụ châm thuốc cho Từ Hy chính là công việc ám ảnh nhất của tất cả các cung nhân trong Từ Cấm Thành thời bấy giờ. Quá khứ qua đi nhưng những ký ức về một thời tàn khốc vẫn ở lại, nhắc nhở hậu thế về một Từ Cấm Thành đã ăn thịt không ít những kiếp người trong sự dày vò tủi nhục. Ngoài những công việc kể trên thì còn vô số điều tạo nên nỗi ám ảnh với các cung nữ và thái giám. Và trong đó phải kể đến sự cao hứng, những thú vui độc dị của vị Thái Hậu này. Mỗi khi tuyết ở Bắc Kinh bắt đầu rơi, Từ Hy Thái Hậu lại vô cùng vui mừng, nghĩ ra những trò chơi vô cùng độc dị. Còn các cung nữ, thái giám thì lại vô cùng khiếp sợ. Đốt tiền mua vui. Từ Hy Thái Hậu xuất thân là người bộ tộc Mãn Châu. Ban đầu, bà xuất phát chỉ là một cung tần, nhưng nhờ có tài hát hay, khéo nói nên được lọt vào mắt xanh của vua Hàm Phong. Bà được phong hàm Ý Quý Phi, chỉ kém hoàng hậu trong cung, và đến khi con trai bà lên ngôi hoàng đế đồng trị, vị thế và quyền lực trong triều đã được khẳng định.
Một trong những thú vui xa xỉ từ vị thái hậu này khiến đời sau còn nhắc mãi, đó là thú đốt tiền mua vui. Để chuẩn bị cho cuộc vui, Từ Hy sẽ ra lệnh cho người hầu lấy chiếc rương đựng mấy nghìn đồng bạc ra. Số tiền này nhiều tới mức các thái giám phải cùng nhau hợp sức mới có thể bê ra được. Trò chơi xa xỉ mà Từ Hy thái hậu muốn đó chính là ném tiền. Điều này chỉ đơn giản là để khiến bà có được sự thỏa mãn hả hê khi nhìn những kẻ tầm thường khác phải tranh cướp nhau những đồng tiền đó. Không chỉ đơn giản là ném tiền ra đất như nhiều người vẫn tưởng tượng, trò vui của Từ Hy thái hậu là gì hơn nhiều khi bà thích ném tiền lên trên mặt băng. Theo đó, người phụ nữ quyền lực này sẽ ngồi trên cao rồi ném tiền xuống mặt băng theo tùy hứng. Đứng ở dưới không chỉ là các cung nữ, thái giám mà còn có cả các cách cách, phúc tấn hay phi tần. Thân là người trong hoàng tộc, thực chất số tiền nhặt được đó không quá lớn, song ai nấy đều phải cố tỏ ra thật thích thú để có thể lấy lòng thái hậu. Họ đứng ở bốn phía xung quanh, bất chấp mặt băng trơn trượt mà phải lao tới rồi tranh cướp nhau khi được bề trên ban tiền. Trên mặt băng vô cùng trơn ấy, chỉ một sơ sẩy thôi cũng khiến người ấy có thể vô ích. Đây chính là điều khiến Từ Hy thích thú khi được nhìn các nữ quyến hoàng tộc ngã sấp ngã ngửa để tranh nhau vài đồng bạc ấy. Những người ở dưới càng tranh cướp nhau, càng ngã bổ nhào thì thái hậu càng vui. Kết thúc mỗi lần chơi đó, không biết bao nhiêu lượng vàng đã bị tiêu tốn. Để đổi lại nụ cười của bà, quốc khố đã thâm hụt biết bao nhiêu, bách tính vô cùng phẫn uất. Thú chơi hành xác nô tỳ. Từ Hy thái hậu rất thích trượt băng. Thế nhưng thú trượt băng ấy không phải những gì ta tưởng tượng rằng một người đeo giày trượt và tự trượt trên băng mà điều Từ Hy thích là kéo xe trượt tuyết. Khi băng đã phủ cứng mặt đường trong Tử Cấm Thành đến mức độ đường đi trơn bóng, Từ Hy sẽ cùng các phi tần của hoàng đế và phúc tấn, thê tử của các vị vương gia cùng nhau tập trung bắt đầu trải nghiệm cảm giác sung sướng này. Họ sẽ cùng nhau ngồi trên những chiếc xe trượt tuyết rồi tận hưởng cảm giác được kéo như bay trên các mặt băng. Người ngồi trong xe sẽ hưng phấn vô cùng khi cảm nhận được tiếng gió thổi phía bên ngoài. Thế nhưng đổi lại đó, các thái giám, cung nữ lại vô cùng khổ sở vì phải kéo những chiếc xe nặng nề trên mặt băng trơn trượt. Tiết mục ấy sẽ kéo dài ít nhất 1 giờ đồng hồ. Và lịch sử cũng đã ghi nhận những thói quen, những thú vui xa xỉ của vị thái hậu này. Mỗi trò chơi để đổi lại tiếng cười cho vị thái hậu này là nỗi khiếp sợ của biết bao nhiêu người. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.